Xin chào tất cả các anh chị các bạn. Chúng ta vẫn còn đang tiếp tục phải ở nhà để cách ly chống dịch các anh chị. Và tình trạng này có thể còn kéo dài vài ba tháng hoặc là lâu hơn nữa. Mong rằng là anh chị em chúng ta biến cái thời gian rảnh rỗi này thành một cái điều kiện để mà chúng ta tập trung vào những cái hoạt động không những nó mang lại hiệu quả trước mắt mà nó còn cho chúng ta một cái lợi ích lâu dài trong tương lai. Rất là cảm ơn GIP đã tạo ra những cái chương trình Zoom cũng như là Facebook Live như thế này. Không những để chúng ta kết nối với nhau hàng ngày các anh chị mà còn giúp chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm về nhiều lĩnh vực khác nhau và nhất là chúng ta được học hỏi những kiến thức, những kỹ năng quan trọng của cái kinh doanh này. Hôm nay thì theo như chương trình công nghệ và khoa học sản phẩm như là thường lệ vào thứ tư hàng tuần của GIP, và Văn rất là vui mừng được mời khoa học gia Thiêm Lít Thùy Trinh chia sẻ với chúng ta những kiến thức căn bản của một sản phẩm là LifePak. Văn rất là ngưỡng mộ khoa học gia Thiêm Lít Thùy Trinh, không những vì những cái kiến thức sâu rộng của chị về những cái khoa học và sản phẩm mà còn vì sự đóng góp to lớn, những cái cống hiến rất là lớn, cái tầm ảnh hưởng của chị đối với cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên trên khắp thế giới các anh chị. Xin mời khoa học gia Thùy Trinh. Hello, anh nghe được em không anh Phan hả? Nghe rất rõ. Trời, Dạ, chào dạ. khoa học gia Thùy Trinh nhé. Chào cả nhà, rất là vui được xuất hiện một lần nữa trên cái chương trình chia sẻ về sức khỏe của đội nhóm GIF toàn cầu. Và trước khi bắt đầu thì Trinh cũng trước hết là gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị đang lắng nghe cái chương trình Zoom của tối hôm nay. Trước khi bắt đầu thì em cũng rất là cảm ơn được ngồi đây chia sẻ cùng với anh. Một số các anh chị cũng chưa biết anh Văn thì mình cũng muốn chia sẻ chút xíu về anh. Thì rất là ngưỡng mộ anh, từ một người đi du học qua Đức, chắc chắn là biết nói tiếng Đức, rồi từ du học qua Đức rồi định cư sang Canada lập nghiệp bên đó và trở thành một doanh nhân thành đạt trong cái kinh doanh truyền thống của anh, để mà xuất nhập khẩu về sắt thép. Nhưng mà rõ ràng cái công việc đó nó cho anh được tiền bạc nhưng mà nó không công bằng cuộc sống và đưa tới cái sức khỏe của anh. Cho anh em nghĩ là cái vấn đề này về sức khỏe có thể anh là người hiểu biết nhất. Tâm trạng của một người khi mà có đầy đủ tiền bạc nhưng mà khi mà một cái biến cố sức khỏe xảy ra đã làm cho anh phải thay đổi, và anh đã tìm tới Nu Skin và trở thành một người dẫn dắt, một lãnh đạo tuyệt vời ở trong trong Nu Skin và đội nhóm GIF, để có được cái cuộc sống tốt hơn, đặc biệt là sức khỏe của anh cải thiện, sau đó lại một cái tài chính tốt. Thì em rất là ngưỡng mộ điều đó, thì hôm nay lại rất là vui được đồng hành cùng với anh trong cái buổi Zoom hôm nay. Rồi bây giờ thì tới phần của Thùy Trinh. Thì một số các anh chị chắc là biết mình thì mình chỉ ngắn tắt là một chút xíu thôi. Năm nay mình 47 tuổi, định cư ở nước ngoài thì ở ở Mỹ được 32 năm. Thì Trinh có 16 năm làm trong ngành nghiên cứu và bào chế thuốc để phát minh ra những cái thuốc sử dụng trong lâm sàng, và mình cũng là đồng tác giả của hai cái thuốc sử dụng trong lâm sàng, một số ấn phẩm và bằng sáng chế. Cái công việc đó cho thì Trinh rất là nhiều giá trị của một người khoa học. Chất lượng của cuộc sống chắc chắn là có, nhưng mà rõ ràng cái hướng của Trinh đi đó là một cái hướng mình nghĩ đó là đam mê, nhưng mà rõ ràng cuối cùng thì mình biết chắc chắn đó là cái hướng nó đi là để mà chữa bệnh. Bởi vì nghiên cứu ra thuốc để coi con người, cơ chế con người như thế nào, bệnh như thế nào, sau đó thì được đưa những cái dự án xuống là bây giờ phải nghiên cứu thuốc này để chữa cái này, chữa cái kia, chữa cái nọ. Lúc đầu thì mình rất là hăng say vào đó, nhưng mà sau đó khi mà kinh nghiệm mình có chút xíu nữa thì mình sẽ nghĩ là tại sao mình phải làm những cái điều này. Có nghĩa là chỉ đi tìm cái giải pháp cho người đó để chữa bệnh, nhưng mà nếu phòng bệnh thì tốt hơn. Nhưng mà thì Trinh cũng không biết là mình sẽ làm như thế nào, bởi một cái cá nhân mình không làm được. Và cái cơ duyên mình biết đến Nu Skin cách đây lúc mình 40 tuổi, thì mình việc đầu tiên thì mình biết đến Nu Skin là một cái công ty có những cái dòng sản phẩm đặc biệt, và dòng sản phẩm của nó lại không phải là chữa bệnh. Nó khác với cái mình đang làm là mình đi chữa bệnh, nhưng mà ở đây là những dòng dinh dưỡng mà giúp cho người ta phòng bệnh. Thì đúng ngay cái thời điểm thì Trinh suy nghĩ là giữa chữa bệnh và phòng bệnh và cái là mình muốn thay đổi, thì trước mặt mình lại xuất hiện một cái điều tuyệt vời là Nu Skin. Và ngay cái thời điểm thì đó thì mình nghĩ là mình cần phải thay đổi. Thứ nhất là để giúp cho mọi người ý thức bảo vệ sức khỏe, và thì Trinh đã chọn đồng hành cùng với Nu Skin được hơn 7 năm. Và sau 7 năm thì chắc chắn sự thay đổi của mình là về sức khỏe trước, và sau đó thì cuộc sống nó chất lượng hơn, mình cân bằng được hơn và nó cho mình rất là nhiều giá trị. Thì hôm nay thì buổi chia sẻ của thầy Trinh với anh Văn thì chắc chắn chủ đề nó sẽ xoáy xong trong cái phần về vấn đề sức khỏe, bởi vì thầy Trinh nghĩ anh Văn chắc chắn sẽ có những cái câu hỏi cho thầy Trinh mà nó hy vọng nó đừng bị hóc búa quá. các anh chị em và các bạn, đúng là chúng ta rất là ngưỡng mộ khoa học gia Thùy Trinh.
từ một người mà làm công tác khoa học bây giờ chuyển sang làm mấy công tác mà Văn Văn nghĩ là Thủy Trinh tham gia kinh doanh Nu Skin này không phải là kinh doanh mà chuyển sang một cái công việc là cống hiến được nhiều hơn cái công việc trước đây của chị. Chị không những là có cái hiểu biết về khoa học nền tảng rất là vững chắc sâu rộng mà chị còn có cái hiểu biết về kinh doanh nữa anh chị ạ, và thật là tuyệt vời, rất là Văn cảm thấy rất là vinh dự được đứng trong hàng ngũ của VIP và cùng với chị để làm những cái điều tốt đẹp mà không những là chỉ là giúp đỡ cho mọi người có cái sức khỏe tốt hơn mà còn giúp đỡ cho mọi người làm sao để mà có cái cuộc sống chất lượng cao hơn. Ở đây có một số anh chị em mới lần đầu tiên tham gia kinh doanh này và lần đầu tiên trở thành nhà phân phối thì họ rất là muốn hiểu biết là tại sao mọi người đều cố gắng để có cho mình một cái chế độ ăn uống nó rất là đủ chất và duy trì một cái lối sống sinh hoạt lành mạnh, tập thể thao mà tại sao chúng ta vẫn còn cần phải dùng thêm những thực phẩm bổ sung cho sức khỏe, thưa Phạm Giang. Để trả lời câu hỏi của anh thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy các anh chị nào đang xem chương trình này là nhà phân phối hay là các anh chị có thể là đang là khách hàng của người thì cái câu hỏi của anh Văn thì chắc chắn thì Jim sẽ bắt đầu bằng cái cơ thể con người trước. Bởi vì khi chúng ta hiểu được cái cơ thể con người thì chúng ta sẽ hiểu được lý do tại sao chúng ta cần phải dùng dinh dưỡng. Bởi vì trong cái cơ thể con người chúng ta là mình sẽ không bao giờ có được đầy đủ thức ăn hàng ngày vào trong cơ thể. Bởi vì nếu mà có đầy đủ thức ăn vào trong cơ thể thì chúng ta sẽ không đưa tới vấn đề chúng ta bị bệnh tật. Thứ nhất, thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ không có đủ cái kiến thức nền tảng để mà có thể hiểu được bao nhiêu rau củ quả, bao nhiêu chất ăn như thế nào để cho đủ. Và cái thứ ba nữa, trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta bận rộn từ sáng tới tối, bởi vì chúng ta phải lo cơm áo gạo tiền vân vân. Thời gian mà để chăm sóc sức khỏe là hầu như rất ít, có nghĩa là chúng ta chỉ muốn làm cái gì đó cho nhanh gọn lẹ và phần đông là bận rộn con cái, công việc làm và chính những cái này nó trong cái lòng vẩn vẩn và làm cho chúng ta hình như là sao lãng cái vấn đề về chăm sóc sức khỏe. Và nó không giống như ngày xưa thời của ông nội bà nội của mình, cái thời mà lúc đó là ra vườn hái rau củ quả vào có thể ăn và lúc đó nguồn nước không bị ô nhiễm, không khí không bị ô nhiễm, đất nó không bị ô nhiễm, cho nên cái bệnh tật nó cũng ít hơn. Và lúc đó thì xã hội nó đi, cuộc sống nó rất là chậm, trên cái vấn đề về bận rộn cơm áo gạo tiền nó cũng không có, cho nên chúng ta cũng bỏ nhiều thời gian chăm giúp ở trong cái nhà bếp nhiều hơn. Nhưng mà ở vào cái xã hội của ngày hôm nay thì nó hoàn toàn khác và nó sẽ khác nhiều, nó sẽ khác dần dần dần, nó sẽ khác nhiều. Và tới ngày hôm nay thì các anh chị sẽ nghe rất nhiều về dinh dưỡng và hồi xưa hầu như chúng ta không nghe, nhưng mà giờ chúng ta sẽ nghe rất nhiều và chúng ta cần phải chấp nhận và linh hoạt, là bởi vì kiến thức nó đã ra cho chúng ta hiểu trên một con người cần có đủ chất là chúng ta cần phải có 90 chất trong một ngày nha, 90 chất trong một ngày, trong đó là chúng ta có thể có 60 loại khoáng chất khác nhau, rồi chúng ta phải có 12 loại vitamin khác nhau, 15 loại vitamin khác nhau, 12 loại axit amin khác nhau, rồi chúng ta phải có 3 loại axit béo khác nhau nữa, tổng cộng cái đó ra 90 chất trong một ngày. Dĩ nhiên lúc xưa chúng ta không hiểu bởi vì khoa học chưa có tân tiến, cho nên nghiên cứu vẫn chưa biết là bao nhiêu chất trong cơ thể là đủ. Thì bây giờ khi mà biết được là 90 chất là đủ thì mới biết được rằng là lý do tại sao khi chúng ta càng lớn tuổi chúng ta lại bệnh chẳng hạn như là thấp khớp, loãng xương, phong thấp, huyết áp, tiểu đường vân vân, là bởi vì do chúng ta bị thiếu chất hàng ngày một ít và tới một cái tuổi nào đó thì bắt đầu chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên đó là lý do tại sao cái nền tảng duy trì một lối sống lành mạnh là nó không phải chỉ là ăn uống đủ mà chúng ta cần phải có đầy đủ dinh dưỡng, đủ nước vân vân trong cơ thể thì chúng ta mới có được một cái cuộc sống tốt hơn. Và tới ngày thời điểm ngày hôm nay thì chắc chắn là dinh dưỡng đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống và hầu như chúng ta không thể thiếu nó. Đấy, lấy một cái đơn giản thôi để cho các chị hiểu là tất cả người phụ nữ mang thai tại sao bác sĩ phải cho dùng dinh dưỡng trong thời điểm đó. Nha, bởi vì trong người mang thêm một người trong một cái thai nhi trong người nữa thì chắc chắn dinh dưỡng mình ăn vào làm sao đủ nuôi hai người, cho nên cần phải có dinh dưỡng là một ví dụ. Thứ hai, tại sao trẻ nhỏ là phải có dinh dưỡng nhưng mà khi chúng ta lớn là chúng ta quên đi vấn đề đó, cho nên tất cả mọi con người chúng ta đều cần phải có dinh dưỡng để đủ chất, còn nếu không với tất cả những gì chúng ta ăn là không bao giờ đủ chất. Thêm một cái kiến thức nữa là hầu như chúng ta nấu, ví dụ như có nhiều loại dinh dưỡng ta nấu chín thì nó đã không còn vitamin khoáng chất, nó đã bị phân hủy khi chúng ta nấu chín rồi, thì tất cả những thứ này nó đưa tới vấn đề rất là phức tạp trong cơ thể. Cho nên tại sao để có thể duy trì được một cái lối sống lành mạnh thì nó bao gồm có ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, uống đủ
nước, tập thể dục vân vân, nó đòi hỏi, nó đòi hỏi tất cả vậy ha. Tức là cuộc sống mình phải lành mạnh đúng không, chúng ta phải cười nhiều hơn, tích cực hơn, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, uống đủ nước, tập thể dục, nó đòi hỏi rất nhiều thì mới lành mạnh được. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị mất cân bằng, và chính cái mất cân bằng này sẽ đưa tới vấn đề sức khỏe, và chúng ta sẽ không thấy liền mà chúng ta sẽ thấy khi chúng ta qua 40. Wow, tuyệt vời quá. Cảm ơn khoa học gia Thùy Trinh rất là nhiều. Cái điều này nó nhắc nhở lại cái kinh nghiệm của cá nhân Văn. Giống như khoa học gia Thùy Trinh vừa rồi có chia sẻ là dù rằng chúng ta có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì những cái chất mà nó cần thiết cho cơ thể mình nó vẫn bị thiếu. Và Văn là một cái kinh nghiệm, thưa khoa học gia. Văn nhớ là cách đây 10 năm về trước trong nhà mình thì lúc nào cũng có những cái bình rượu đắt tiền, các những cái chén thuốc thuốc bắc nó khoảng ra hàng hàng 2-3 ngàn đô, rồi có những cái sản phẩm nó rất là quý. Thế rồi mình cố gắng ăn uống làm sao là thật đủ chất, nhưng mà mình vẫn bị mắc một cái chứng bệnh đau lưng. Và một ngày đẹp trời mình thức dậy thì tự nhiên mình không đi được nữa các anh chị, và cái bệnh đau lưng nó uống thuốc ròng rã trong vòng 4 năm trời nó không khỏi. Thế nhưng mà từ khi bắt đầu kinh doanh này, bắt đầu tiếp cận với cái dòng sản phẩm này, thì cái sản phẩm Life Pack mà ngày hôm nay chúng ta chia sẻ là một trong những sản phẩm đầu tiên Văn sử dụng cho đến ngày hôm nay tiếp tục sử dụng, và cái chứng bệnh đau lưng nó đã mất đi khoảng 4 năm rưỡi nay rồi. Văn trở thành người hoàn toàn khỏe mạnh thì nó giống như một cái phép màu đấy khoa học gia thì chị, và mình là người chứng kiến. Và trong suốt cái thời gian mấy năm vừa rồi thì mình cũng chia sẻ với rất nhiều anh chị em, mặc dù họ có cái lối sống như khoa học gia thì Trinh nói rất là tốt, ăn uống rất là đầy đủ, nhưng mà họ vẫn mắc những cái chứng bệnh mà nó không thể chữa khỏi bằng thuốc tây được đấy. Vậy thì trong nhiều năm gần đây, tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhà phân phối và nhiều khách hàng thân thiết của chúng ta rất tin dùng một cái dòng sản phẩm là Pharmalex của Nu Skin, Life Pack của Nu Skin. Vậy thì khoa học gia thì Trinh có thể giải thích cái điều gì nó khiến cho cái sản phẩm Life Pack nó trở thành một cái sản phẩm đặc biệt đến như vậy? Để nói về life path thì em có thể định nghĩa cái chữ life path, life là tiếng, nó là thuộc về tiếng Latin đúng không, path là một cái gói, life là cuộc sống, cuộc sống mình gói gọn ở trong cái gói đó cho nên gọi là life path, nó đơn giản để chúng ta hiểu đó là gói life path. Cho nên để định nghĩa là tại sao life path, life path là cái tên nó là như vậy nha, tức là tất cả mọi thứ đó gói gọn trong cuộc sống mình chính là nằm ở trong life path, là những dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Bây giờ thì Trinh lấy một cái này cho anh Văn xem đúng không? Đây là một cái cây. Đúng không? Ở cây thì để muốn trồng được cái cây này thì có gì? Có đất. Đúng không? Có đất, có phân bón, có nước và ánh sáng mặt trời thì cây này mới sống được. Nhưng mà nếu mà gieo cái cây này mà nếu không có đất thì gieo được không? Không. Không được. Cho nên trong cuộc sống chúng ta chính là một cái cây. Và cái cây này, cái cơ bản sống của nó, của cái cây này có thể phân bón chưa cần tới, đúng không? Thì chúng ta vẫn sống được qua ngày eo ụt thôi. Nhưng mà chắc chắn nếu không có đất thì cái cây này sẽ không bao giờ hình thành được nha. Cho nên bắt buộc đó là nền tảng quan trọng nhất, cái cơ bản nhất của con người chính là cái gói life path. Đó chính là đất. Vậy chúng ta không thể nào, cây cây sống không thể nào thiếu đất. Vậy con người sống không thể nào thiếu gói life path. Đơn giản là như vậy. Rất là tuyệt vời. Hôm nay ở đây có nhiều anh chị em từ mấy bên Úc, Mỹ, Canada, rồi bên châu Âu, cả Việt Nam nữa, rộng khắp khắp nơi. Và theo như chúng ta biết là cái sản phẩm Life Pack thì nó có mặt ở trên tất cả các thị trường, và nó có một số cái loại khác nhau, theo cái nhu cầu sử dụng, rồi theo cái nhu cầu những cái quy định của các quốc gia khác nhau. Thì xin khoa học gia có thể giải thích sâu thêm là nó có những cái loại Life Pack gì ở trên các thị trường. Ok, thì nếu mà nói về life hack á thì nó có như nãy thì mới vừa định nghĩa, thì trong cái gói life hack là chúng ta sẽ có 6 chấm, thì cho nên là một tức là cái nền tảng mà cái cơ bản nhất chúng ta phải hiểu, và cứ nhớ là chúng ta cần phải có đủ 90 chất trong một ngày. Anh chị nhớ nha, 90 chất, 60 loại chất khoáng chất khác nhau, thì Trinh không thể nào giải thích hết tất cả khoáng chất thì cho các anh chị là bằng phải đi học, các anh chị biết được những cái chuyện sâu chúng ta sẽ không nói ở ngày hôm nay. Chúng ta phải có acid amin, 12 loại cái acid amin, tức là giờ tiếng Anh nó gọi là amino acid đó, là cái nền tảng ha. Mình phải hiểu rõ cái đó, rồi sau đó chúng ta phải có acid béo, là giống như ở trong dầu ô liu, dầu cá hay là trong trái bơ, để ví dụ cho các chị hiểu cái nền tảng nó làm như vậy, là ba cộng với lại 15 loại vitamin khác nhau thì nó tạo ra 90, thì nó sẽ ra 90 chất. Thì cơ bản ở trong cái gói lại phát như thì Trinh nói là nó là một cái nền tảng cơ bản, nó giống như đất mà chúng ta đang cần phải có. Cho đó là lý do tại sao cái nền tảng quan trọng của cái gói loại khác nó mang lại cái sự sống và sức khỏe cho mình,
và để trả lời. Đó là lý do tại sao khi anh một rất nhiều người khi sử dụng với LifePath và họ cảm thấy sức khỏe họ cải thiện, và chúng ta lại hiểu lầm là nó chữa bệnh, đúng không? Tức là chúng ta đang phục hồi lại những gì chúng ta đang thiếu, thì chúng ta tự nhiên có đầy đủ lại, chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đó là đơn giản là như vậy. Vậy thì có những cái loại LifePath khác nào trên thị trường? Nu Skin chúng ta có ở 55 quốc gia. Thì cái gói LifePath, dĩ nhiên mọi cái nền tảng chung là nó nằm đơn cấu trúc cung thì nó là như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ chia ra nhiều cái loại LifePath ở trên thị trường tùy theo cái đất nước nào, bởi vì Nu Skin công ty mẹ là nằm ở tại Mỹ. Nhưng mà khi chúng ta đi vào những cái quốc gia, những cái châu khác thì chúng ta phải tùy thuộc vào cái quy luật và luật lệ của cái hiệp hội dinh dưỡng của cái đất nước đó. Bây giờ thì chỉ lấy ví dụ như Nhật Bản thôi, em đang ví dụ như Nhật Bản, mình nói chút xíu ở ngoài lề chúng ta sẽ hiểu. Ví dụ như ở Nhật Bản, khi mà uống cái viên thuốc Allegra để mà dị ứng, mà chúng ta bị dị ứng phấn hoa đó, ở Mỹ là chúng ta uống được 180 mg, nhưng mà khi chúng ta vào thị trường Nhật thì Nhật nước Nhật nó chỉ cho vào với chục đối điều kiện là bạn sản xuất cái viên thuốc đó là 60 mg thôi. Không hiểu tại sao, nhưng mà đã là cái quy chế của Nhật nó không cho thì chúng ta có cơ thể giống nhau. Nếu như bạn em qua Mỹ em cho uống 180 đâu có chết, nhưng mà khi em qua tới bệnh tại nhà bạn em nó không có cái loại 180 thì em lấy 60 muốn 3 lần. Cho nên cái mình đang muốn cho các chị hiểu là như vậy. Cho nên khi cái gói LifePath thì chúng ta là dinh dưỡng, nhưng mà khi chúng ta vào bất cứ một cái nơi nào thì nó sẽ đổi cái tên lại. Thì rồi LifePath chúng ta sẽ có nhiều loại. Ở tại Mỹ chúng ta có LifePath Nano, chúng ta Nano là bởi vì nó có thêm cái dầu cá nằm ở trong đó nha, thì chúng ta gọi nó là thêm cái loại là ba cái loại axit là axit béo nằm đó là LifePath Nano. Cái thứ hai là ví dụ như chúng ta có còn những thị trường khác, cho các chị chỉ cần biết một điều là Nu Skin có ở 55 quốc gia, các chị cần kiếm cái LifePath ở cái nước đó các chị dùng được rồi nha. Bây giờ chúng ta đừng có bị nói ồ nếu vị LifePath nào là tốt nhất, nó đều giống nhau ở trong cái thành phần LifePath, là cái nền tảng cơ cấu chung là như vậy. Chúng ta có LifePath Nano ở thị trường châu Mỹ, hình như là New Zealand cũng có LifePath Nano, Singapore hình như có LifePath, là một vài đất nước có LifePath Nano. Đừng hỏi lý do tại sao chỗ tôi không có và chỗ họ không có, cái đó thuộc về cái quốc gia đó họ đưa vào thì mình bắt buộc mình phải tuân thủ thôi. Chúng ta có LifePath Prime, chúng ta có LifePath Prenatal. LifePath Prenatal là cho những người phụ nữ mang thai. Tại sao? Là bởi vì trong đó đầy đủ 60 chất, nhưng mà họ sẽ đưa một vài chất chẳng hạn như là folic acid hay là dạng sắt nó cao hơn chút xíu. Bởi vì trong cái thời điểm đó là những người phụ nữ này cần bổ dưỡng thì nó sẽ vượt trội hơn tí xíu. Nó không có khác gì hết. Hay là có những cái loại lai khác là cho những người lớn tuổi thì họ sẽ có những thành phần mà người bình thường mình đã bị đầy đủ, nhưng mà khi lớn chúng ta bị thiếu hơn thì cái thành phần nó cao hơn lúc chút xíu. Nó không có khác gì cả. Thì tất cả nói chung là gói lại phát là như vậy. Cho nên trên thị trường thì nó sẽ có nhiều gói lại phát, thì chúng ta ở cái tuổi nào chúng ta cũng có thể dùng được cái gói lại phát. Dĩ nhiên mình không uống lại phát vì đây đồ rồi, đúng không? Đó là cho phụ nữ mang thai, anh Văn chắc chắn không uống, em cũng không uống, mang thai cũng không phải uống, đúng không? Mình đang nói ví dụ vậy. Hay là một số người lớn ở cái họ uống cái lại phát Pride, như là còn cái lại phát gì nữa, nhưng mà đại khái nó chung chung như vậy hết. Cho các chị ở thị trường nào thấy có chữ lại phát thì các chị cứ uống thôi, bởi vì nó chính là cái đất của một cái cây, và mình là cái cây và mình cần đất thì mình mới sống được. Đơn giản là như vậy nha. Để cho các chị hiểu rõ thì các chị vào Nu Skin để các chị tìm, cái để đừng đừng nghe thì trên nói gì, các chị đang ở Việt Nam các chị đi tìm lấy phát nano, hay là các chị đi tìm những chỗ mà nó không có, nó không nhất thiết phải là như vậy, thì đó chính là cái gói lại phát. Nó là gói gọn là như vậy, là có nhiều loại khác nhau, không phải là bởi vì nó khác nhau là tôi uống vô tôi thấy sự khác biệt khác nhau, không phải như vậy. Thì muốn nhắn gửi một lần cho các anh chị là bởi vì họ để cái tên bởi vì tùy thuộc vào cái từng người bị thiếu hụt ở chỗ nào. Cho một số khía cạnh nhỏ những như người lớn lớn tuổi hay là thì lặp lại thôi, những cái phụ nữ mang thai, còn nếu trung bình thì chúng ta chỉ uống một cái lai khắc bình thường cũng được. Và một số người hỏi là nếu như vậy người già tôi không uống cái lai khắc kia, tôi uống cái lai khắc này được hay không? Cũng được luôn, chỉ ngoại trừ cái lai khắc Renal là cho phụ nữ mang thai, thì tất cả bình thường chúng ta không mang thai thì không cần phải uống cái đó thôi, thì chúng ta uống cái lai khắc. Cho nên không nhất thiết phải là lai khắc nào cho người nào, chết rồi tôi uống vô sai rồi có sao không, nó không có vấn đề gì hết. Wow, tuyệt vời. Cảm ơn Khoa học gia Thùy Trinh. Một số anh chị em nhắn tin hỏi là cũng là vitamin rồi cũng là những cái khoáng chất, cũng là những cái sản phẩm mà bổ sung sức khỏe, thì ngay từ khi sản xuất đấy thì chúng ta được biết là Pharmanex của Nuskin áp dụng một cái quy trình rất là hiện đại, rất là khoa học ấy, thì đấy gọi là quy trình 6S. Vậy thì khoa học gia có thể giải thích kỹ cho các anh chị em mới một chút, hoặc là một số anh chị em cũ mà chưa nắm vững được đấy,
cái quy trình 6S và những cái ưu điểm vượt trội của cái sản phẩm này nó được phát triển và sản xuất theo quy trình này thì nó như thế nào thưa Hoàng Lan? Để nói về cái quy trình 6S thì chúng ta phải nói về lịch sử của cái cách mà chúng ta sản xuất ra dinh dưỡng chút xíu, bởi vì có thể chúng ta sẽ không bao giờ hiểu vấn đề này. Lý do Trinh hiểu là tại vì mình là trong ngành nghiên cứu thuốc và chữa bệnh. Thì ở trong cái quy trình của thuốc Tây là chúng ta phải có một cái quy trình chuẩn là từng bước nó sẽ như thế nào thế nào thế nào. Và Dr. Zhou Chen, tức là cái người cha đẻ của cái ngành Pharmanex của Nu Skin, ông ta là người ở trong người nghiên cứu về thuốc chữa bệnh, và chính ông ta là người đã hiểu thấy sự khác biệt giữa phòng bệnh và chữa bệnh, và ông ta đã rời khỏi cái ngành nghiên cứu chữa bệnh của ông để ông ta ra ngoài, ông ta thành lập cái công ty Pharmanex. Thì đó là thì mình muốn nói về cái suy nghĩ của những người khoa học gia, của những người nghiên cứu, thì nó nằm trong cái bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp ở đây là khi mình làm bất cứ điều gì nó phải có một cái quy trình chuẩn, dù là cái thuốc chữa bệnh hay là dù một cái dinh dưỡng, chúng ta phải xác định, phải ra một cái quy trình chuẩn. Nó không phải giống như cái loại vitamin ngoài chợ mình có thể vô Costco chúng ta mua, hay là chúng ta ra ở cái CVS hay một cái siêu thị nào chúng ta mua. Nó hoàn toàn đó là cái gì mình, nó phải có sự khác biệt nên cho nên phải có sự việc, cho nên đó chính là cái cho nên quan trọng là cái xuất xứ, cái nền tảng của cái người mà họ đã nghiên cứu và họ thấy được này, thì chính ông đã làm điều này, cho nên ông đã áp dụng những cái kiến thức nguyên thâm của ông trong ngành nghiên cứu, và ông áp dụng vào cái sản xuất ra những dòng dinh dưỡng này, và ông đi theo một cái quy trình. Cái quy trình đó nó gọi là 6S, tức là tượng trưng là gì, trong đó là selection là chữ S đầu tiên, tức là sự lựa chọn. Cái thứ hai là sourcing, tức là cái nguồn nguyên liệu. Cái thứ ba là structure, tức là cái cấu trúc. Thì Trinh sẽ giải thích từng chi tiết. Cái thứ tư nó gọi là standardization, có nghĩa là sự chuẩn hóa. Cái thứ năm nó thuộc vào safety, là độ an toàn. Rồi cái thứ sáu là cái sự chứng minh, là substantiation. Cho nên nó đi ra một cái quy trình chuẩn 6S đó. Và ông ta đưa cái quy trình này, ông ta đưa vào cho Hiệp hội Thực phẩm chức năng, và ông ta đưa vào. Cho nên khi mà được điều chỉnh như vậy ở Mỹ, nó không cần phải dẹp về dinh dưỡng, nhưng mà cái quy trình này quá chuẩn của ông, đúng không? Và đó là tạo nên sự khác biệt, và chúng ta thấy được trong tất cả những dinh dưỡng của Nu Skin. Thì Trinh có thể nói một điều, sự khác biệt đó có thể mình nói các anh chị không tin, nhưng mà các anh chị có thể biết được sự khác biệt là sao. Đi mua thử cái dầu cá ở ngoài chợ, bao nhiêu năm nay các anh chị cho cha mẹ dùng không? Chắc chắn là có, đúng không? Thì Trinh nghĩ chắc chắn chúng ta đều thương cha mẹ, hay là chúng ta đều dùng. Các chị mua bao nhiêu thứ ở trong Costco, vậy thì Trinh hỏi là có bao giờ thấy có sự khác biệt hay không? Nhưng mà khi chúng ta sử dụng sản phẩm của Nu Skin, chúng ta lại thấy sự khác biệt. Thì đó chính là một cái quy trình chuẩn mà không ai có hết nha. Thì để trả lời câu hỏi của anh, thì là Nu Skin thành phân sản xuất ra bất cứ một cái sản phẩm nào đều sẽ có cái then chốt và cái tâm huyết của họ là đi theo một cái quy trình chuẩn. Thứ nhất là lựa chọn, đúng không? Xác định được cái nguồn nguyên liệu nào là cần thiết cho cơ thể, và bao nhiêu cần cho mỗi một cái cơ thể, và hiệu quả nó phải như thế nào cho cơ thể. Ví dụ như mọi người đều nghe tin đồn là trái gấc tốt, đúng không? Và chúng ta sẽ chạy 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 ra ngoài chúng ta ăn trái gấc, nhưng mà nên nhớ là ăn thử trái gấc đi sẽ ngộ độc, bởi vì trong thành phần của gấc có cái tốt và cái xấu. Hay là chúng ta lấy trái hồng, chúng ta sẽ ăn cái vỏ trái hồng, hay bên trong trái hồng ta nghĩ là tốt hay xấu, nhưng mà đó là bởi vì chúng ta không có kiến thức và chúng ta không hiểu. Nhưng mà chính vì vậy cho họ phải lựa chọn là trong đó thì cái thành phần nào là tốt và thành phần nào xấu, để chúng ta mới có thể sử dụng được. Giống như là cái cà tím của mình đi, cái eggplant đúng vậy, đúng không? Hay là trái bí, có những cái là không thể nào ăn sống mà phải ăn chín, ví dụ như vậy. Cho đó là chúng ta hầu như ta không có hiểu những cái kiến thức này nha. Thế là sự lựa chọn. Thứ hai nữa là nguyên liệu. Nguyên liệu là tức là xuất xứ từ đâu nha, những thành phẩm dược thảo và những kiến thức này nó phải xuất xứ từ đâu. Ví dụ thì chúng sẽ thấy là mình sẽ nói một ví dụ thôi, một ví dụ đơn giản, chẳng hạn như là nấm linh chi, đúng không? Chúng ta ngoài sau vườn có thể trồng được nấm linh chi, hay là ở vùng Canada Vancouver không biết có nấm linh chi hay không, có, nhưng hay là ở vùng Tây Tạng có nấm linh chi, nhưng mà đừng, công dụng của tất cả nấm linh chi ở mọi nơi nó sẽ khác nhau, cho nên phải tìm đúng cái loại nấm linh chi nào, và ở nhiệt độ nào, và ở độ cao nào, hay là đông trùng hạ thảo cũng vậy. Chứ không phải là chúng ta trồng đông trùng hạ thảo ngoài đường, hay là nấm linh chi, không phải là có bao nhiêu loại nấm linh chi và màu nào nó sẽ tốt như thế nào. Thì đó chính là cái nguồn nguyên liệu.
Sau đó thì phải qua một cái cấu trúc, anh chị nhớ là phải có cái hóa chất, tới chỗ này thì bắt đầu chiết xuất nó ra mới coi cái cấu trúc của cấu trúc ở bên trong của những này, bởi vì mọi thứ chúng ta đang ăn đều có thành phần hóa học ở trong đó hết, nó đều là cấu trúc. Vậy thì những cái cấu trúc này nó vào trong cơ thể nó gọi là hòa tan không nước hay là không hòa tan không nước, khi nào nó thẩm thấu và khi nào nó không thẩm thấu, nó tốt như thế nào và đóng gói như thế nào để khi vào trong cơ thể này thì nó đi vào cơ thể thay vì nó đi ra đường nước tiểu để chúng ta bị phí. Thì đó là những cái. Sau đó thì phải là độ an toàn, tức là đưa vào trong cơ thể của chúng ta nó có tính an toàn hay không, bởi vì đó là cuối cùng vẫn là sứ mệnh của công ty, là phải đưa vào trong cơ thể tất cả những thứ này phải có sự an toàn. Sau đó phải được có chủ cái chuẩn chuẩn hóa nhiệt độ, độ ẩm, vân 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 của cái viên nén này nó như thế nào để giữ được bền và lâu, và dĩ nhiên phải chứng minh được qua những cái tạp chí, và đó là lý do tại sao mình nói là nằm trong cái quyển cẩm nang y khoa của Mỹ. Một số anh chị nào sống ở nước ngoài sẽ biết cái quyển cẩm nang y khoa của nước Mỹ. Cẩm nang y khoa của nước Mỹ là để dành cho tất cả, anh chị đi vô thư viện cũng có, nursing home cũng có, bệnh viện dưỡng lão, bác sĩ đều có hết. Đó là sao bao nhiêu ngàn thuốc tây ở trong đó bác sĩ sẽ không bao giờ nhớ, cho mỗi lần các chị uống vì đó là ông ta vô ông ta lật ở trong đó, nó giống nguồn kinh vậy đó. Thì tất cả những thuốc chữa bệnh đều nằm trong đó để nó có một cái gọi là drug drug interaction, bởi vì thuốc này thì uống với thuốc kia nó sẽ đưa tới phản ứng vân vân, thì họ được vào trong đó để họ biết. Nhưng mà sản phẩm của mình không có liên quan tới chữa bệnh nhưng mà được nằm trong cái quyển cẩm nang của y khoa thì nó không phải dễ dàng. Tại sao được nằm trong đó? Nhớ thì xin lặp lại là nó không có chữa bệnh, nhưng bởi vì cái quy trình chuẩn của một cái vitamin nó tạo ra cái sự hiệu quả khi con người sử dụng. Và chính như vậy cái sự uy tín đó và cái sự chứng minh đó là tạo sự khác biệt. Cho nên sản phẩm mình được nằm trong cái quyển đó, cho nên trở thành một cái sản phẩm rất là đẳng cấp. Wow, tuyệt vời quá. Văn rất là ngưỡng mộ khoa học gia thì Thùy Lít Thùy Trinh. Chị giải thích những cái vấn đề về khoa học nó rất là gần gũi, nó dễ hiểu quá các anh chị ạ. Trước đây Văn nghĩ là khoa học gia thì toàn nói về những con số gì, những công thức khoa học nó rất là phức tạp, mà cái giải thích cái cách giải thích của Thùy Trinh nó rất là gần gũi và dễ hiểu. Vậy thì chúng ta đã biết là như khoa học gia vừa rồi nói là khi mà tất cả những cái sản phẩm dinh dưỡng của tập đoàn Nuskin được sản xuất ra, được kiểm soát bởi một cái quy trình 6S rất là nghiêm ngặt như vậy. Đấy, cho nên là nó cung cấp cho chúng ta những lợi ích nó rất là hiệu quả. Vậy thì khoa học gia có thể giải thích thêm là những thành phần gì đặc biệt ở trong cái sản phẩm này và nó cung cấp những cái lợi ích gì cho sức khỏe của chúng ta? À, giống như em có nói đầu giờ là chúng ta cần phải có 90 chất, dĩ nhiên nên nếu hỏi chi tiết nữa thì chắc chắn là em phải đi sâu hơn, nhưng mà cứ nhớ là chúng ta có ở trong cơ thể, các chị phải nhớ những điều cơ bản là vitamin nè, là chúng ta cần phải có, và trong đó là 15 loại vitamin A, B, C, K vân vân, những cái loại vitamin này trong cơ thể có và chúng ta có thể chúng ta không bao giờ có đủ là một. Thứ hai nữa, 6 loại khoáng chất khác nhau, là trong đó có beta-carotene, carotenoid, zeaxanthin, thì nói chung là tất cả một cái cơ thể của ta rất là phức tạp nha, cho nên rất là phức tạp, cho nên để có đầy đủ những cái thức ăn chúng ta không có, thì chính như vậy cái viên LifePack là nó bao gồm hết tất cả những gọi là tổng hợp tất cả những loại vitamin dựa vào cái thiết yếu cơ bản 90 chất trong một con người, và thành phần nào chiết xuất như thế nào, được nén như thế nào để có thể đưa vào trong đó, cho nên chúng ta mới có trong đó lại phát. Anh chị thấy là 3 viên hay là 5 viên tùy theo cái thị trường chúng ta có, và đó là cái mà nó giúp chúng ta nha. Cho nên tất cả những cái viên này nó sẽ gọi là chuẩn hóa, là nãy em nói chỗ đó làm sao là có một vài loại vitamin sẽ được nén chung, hay là có một cái viên mà trà xanh ở trong đó đúng không, là có những cái loại là mình gọi nó là chất chống oxy hóa tùy theo loại, hay là khoáng chất mineral, cái mình đang nói ví dụ như là magnesium, calcium, iron vân vân. Tức là những loại này thì trên không thể nào đi sâu thì các chị sẽ bị rối, nhưng mà chỉ trong khoa học các chị biết là nó sẽ có những cái thành phần và cấu trúc khác nhau, thì chính những cái điều này nó mang cái sự vượt trội và nó được đưa vào trong cái gói lại khác. Như nãy cơ bản thì trên nói thôi, ở trong đất các chị cũng phải phân tích đất thì nó sẽ có những thứ gì trong đó, thì ở trong đây là cái gói life pack là tất cả những cái thành phần này để các chị có thể hiểu chung là như vậy. Còn nếu mà thì Trinh đi chuyên sâu nữa mà các chị muốn thì Trinh liệt ra hết 60 đó cũng không sao đúng không, là gì đâu Cũng không cần, tại có liệt ra những cái không có tên liệt ra khoa được, học. các chị hiểu đơn giản là như vậy, là tất cả những cái thứ này ở trong cái gói life pack để đủ cho các anh chị. Chỉ đơn giản ví dụ mình nói là các anh chị ăn nấu một cái dĩa rau lên đúng không, thì bao nhiêu chất nó sẽ bị mất, chắc chắn là sẽ bị mất ở trong cơ thể. Và hơn nữa để ăn đủ thì các chị phải ăn vài ký rau,
thì các anh chị có thể nào ăn đủ hơn không? Chắc chắn là không. Và chúng ta sẽ no trước khi chúng ta có đủ chất. Các anh chị nhớ nha, nếu mà chúng ta nói thôi tôi đi ăn, tôi không muốn uống cái viên này, ok cũng được. Vậy thì các chị đi chợ, các chị tưởng tượng, các chị đi siêu thị, các chị mua hai cái xe rau đầy đủ đó cho các chị dân á, rồi về các chị ngồi, các chị ăn hết dùm mình, thì các chị sẽ đủ bằng cái gói lại phát. Nếu các chị nghĩ là các chị ăn được điều đó thì cứ làm đi, đúng không? Chúng ta chỉ ăn một nhóm trước này là các chị đã no trước khi đủ chất. Và chính chỗ này là cái chỗ chết, là chỗ đó. No trước khi đủ chất, chúng ta có 90 chất, mà chúng ta khi no trước khi đủ chất thì trong lúc no các chị chỉ có vài 5-7 chất thôi. Vậy còn bao nhiêu chất khác nằm ở chỗ nào? Không cách nào chúng ta ăn được nha. Cho nên không cách nào chúng ta ăn được. Thì chính như vậy là đó, cái sự quan trọng là tất cả hai cái xe rau này được tinh chế, được chiết xuất trở lại gói gọn nhỏ ở trong cái gói lai pháp thần thánh này, chính là điều này. Thì chúng ta sẽ có đầy đủ chất trước khi chúng ta no. Đó là cái sự khác biệt. Và đó là lý do tại sao chúng ta khỏe nha. Bây giờ em chỉ ví dụ thôi. Anh Văn một ngày, đúng không? Anh phải có 90 chất trong một ngày. Mà mỗi ngày anh thiếu, anh nợ cơ thể của anh 60 chất. Hay là sao một người giống như thị Trinh mà không dùng gì hết, gọi là ăn uống kỹ lưỡng, là chỉ 30 chất thôi. Vậy mỗi một ngày em sẽ nợ cơ thể em 60 chất. Mà năm nay em 47 tuổi, có nghĩa là 47 năm nay em nợ mỗi một ngày 60 chất. Thì các chị nhân ra bao nhiêu chất là cái mình phải nợ cơ thể mình, đúng không? Đơn giản chúng ta làm bài toán cộng trừ thôi là chúng ta sẽ biết. Cho nên tất cả chúng ta đều nợ cơ thể. Đừng nhìn ngồi khỏe mạnh là không bị bệnh, đúng không? Quan niệm chúng ta rất là sai. Kiểu khi nào chúng ta nằm cái đùng xuống thì chúng ta mới bệnh. Không phải, đúng không? Tất cả khi ta ngồi ở đây chúng ta không biết được ở trong cơ thể chúng ta xảy ra điều gì. Không phải đợi tới đau lưng mới gọi là bệnh. Đúng rồi. Hay quá, khoa học gia Thùy Trinh. Hôm nay mình học được một điều rất là hay, là chúng ta mỗi một ngày chúng ta nợ cơ thể mình những dưỡng chất gì đó. Và mình đặt câu hỏi là bao giờ và bằng cách gì mình có thể bổ sung nhanh nhất và đầy đủ nhất những dưỡng chất đó. Chính vì vậy cho nên là trước đây, như phần đầu Văn có chia sẻ với các anh chị và các bạn, nói qua ra thì Trinh là ở trong nhà mình nó có những cái bình thuốc các anh chị, rồi nó có những cái loại thảo dược mà trước đây mình vẫn mua ở chợ, ở xuống phố Tàu mua những cái chén thuốc 1-2 ngàn đô về để mà ngâm rượu uống. Mà tại sao vào một ngày đẹp trời mình vẫn bị đau lưng? Và từ ngày mình bắt đầu uống cái này các anh chị ạ, phải nói khoa học gia Thùy Trinh vừa chia sẻ, Văn có cảm giác Văn một ngày ăn nhiều rau như một con voi đấy các anh chị. Tức là hai cái xe đẩy rau đầy rau mà nó ném ở trong một cái gói này, mà một ngày mình uống hai gói này các anh chị, giống như một khẩu phần ăn của một con voi rồi. Cho nên là mình cái chứng bệnh đau lưng của mình, đau nhức đầu gối với xương hông của mình nó biến mất, là chính là vì vậy thôi. Vậy thì bây giờ còn một ít phút nữa thì khoa học gia Thùy Trinh có thể chia sẻ với các anh chị em là cái sản phẩm Life Park Nano này nó tốt cho những người như thế nào. Đối với từng cái cá nhân một thì nó mang lại cái lợi ích sức khỏe như nào cho từng cá nhân một. Thì giờ em sẽ nói luôn một lần nữa là Life Park nó nói chung, và nói chung đi, còn nếu nói Life Park Nano thì mọi người mà đi tìm thị trường không có Life Park Nano, tâm lý chúng ta sẽ nói ông thị Trinh nói anh Văn nói Life Park Nano giờ tìm nó không có. Life Park nói chung nha, thị Trinh là nói gói Life Park nói chung, rồi các chị coi thị trường mình có Life Park gì thì chúng ta tương ứng với Life Park đó chúng ta sử dụng, chứ không nhất thiết phải chạy từ A sang B. Thì những cái gì ta lưu ý thì Trinh sẽ nói là Life Park nó là cái gì? Nó là đất. Vậy thì ai cần phải lưu ý? Không ai hết. Một cái cây này sống thì nó cần phải đất. Không cần biết bạn là cây gì, chúng ta đều cần phải đất. Cho nên ai cũng cần phải có đất hết. Thì tất cả cây chúng ta đều cần phải có uống Life Park, chứ không phải là người này uống, người kia không uống. Bởi vì nó không phải là thuốc chữa bệnh. Thuốc chữa bệnh ví dụ như tiểu đường thì người tiểu đường mới uống thôi, huyết áp thì người huyết áp phải uống thôi, còn em đâu có bị huyết áp mà uống làm gì, đúng không? Cho nên chúng ta phải hiểu, cho nên thì Trinh muốn các chị phải phân biệt hai cái ranh giới chữa bệnh và phòng bệnh nó hoàn toàn khác nhau. Đó là việc đầu tiên chúng ta cần phải hiểu. Cho nên gói Life Park này là ai cũng dùng được hết, người nhà trẻ lớn bé đều sử dụng. Dĩ nhiên có cái sự khác biệt chút xíu là nếu các chị dưới 18 tuổi, thì cho nói là dưới 10 tuổi thôi, thì chúng ta có một cái nó gọi là, ở dưới 5-10 tuổi ta có một cái nó gọi là Jungle More, thì nó cũng là Life Park đó. Nhưng mà cái tên chứ chị thấy những đứa con nhỏ mình cho uống thì gọi là, hay qua ra chợ Costco ta mua gummy bear không? Tức là những cái đó chính là vitamin nha. Thì ở trong Nu Skin cũng có, để cho một số các chị nào chưa hiểu thì cái đó chính là gói Life Park mà cái tên là Jungle More để cho những đứa trẻ nha. Rồi xong chúng ta sẽ có Life Park Teen. Teen là cho những đứa trẻ vị thành niên, đúng không? Những đứa trẻ chúng ta gọi là teenager đó, từ 13 tuổi tới 18 tuổi thì chúng ta có Life Park Teen, nhưng mà cũng ngoại lệ.
Nếu mà một cái đứa mà 10, một cái đứa bé mà 10, 15 tuổi mà nó cao cỡ em mà nó mập cỡ em thì vẫn uống được lai thác của người lớn nha. Mình phải hiểu đó là nó thuộc về cơ chế, nó y chang thôi. Chúng ta có những loại lai thác giống như vậy, cho nên lai thác là cho tất cả người người già nhà già trẻ lớn bé đều phải sử dụng hết. Con nít thì chúng ta thiết kế cái loại nhỏ nhỏ và thì Trinh là sử dụng nó mỗi ngày luôn, thế cái sinh gum nha. Cho nên mình luôn luôn có cái hũ John Gourmet nhai nhỏ nhỏ lúc nào trong xe cũng có, để lỡ lái xe buồn ngủ là mình bỏ, thay vì mình ngậm cục kẹo thì mình ngậm cái đó. Đó là cái sự lựa chọn của mình rất là tuyệt vời khi mình có cái đó. Thì cái đó để cho một số anh chị nào có trẻ con nhỏ thì chúng ta sử dụng, thì đó chính là cái gói lai phát. Cho nên đó chính là đất của mình nha. Lặp lại, lai phát thiên là cho những đứa trẻ từ 10 tuổi tới 10, 15, 17 tuổi, còn sang từ 18 tuổi trở lên dĩ nhiên thì chúng ta bắt đầu qua cái gói lai phát. Thì lai phát là như, cho nên không cần phải lưu ý bất cứ điều gì khi uống lai phát cả, chỉ có một điều là chúng ta uống lai phát ở bụng no nó sẽ hiệu quả hơn. Bởi vì cái lối lai phát của mình là tổng hợp của tất cả những loại vitamin và khoáng chất, ở trong đó có hòa tan trong nước và không hòa tan trong nước. Vậy thì khi chúng ta uống ở vùng đói á, thì những cái vitamin nào hòa tan trong nước nó thẩm thấu, còn những cái nào nó không hòa tan được trong nước thì nó bị uổng, nó phí đi ra ngoài hết. Cho nên tốt nhất là chúng ta uống khi chúng ta có cái gì ăn ở trong bụng rồi, thì chúng ta đưa mỗi vitamin này vô, hòa tan hay không hòa tan nó sẽ được thẩm thấu trong cơ thể. Chỉ một lưu ý là như vậy thôi, đơn giản. Hai là chúng ta nên uống nhiều nước với vitamin. Cho một số anh chị chưa có quen á, thì chúng ta nên uống nhiều nước với lại vitamin. Không phải là chúng ta đưa cái gói lại phát chúng ta ực nhiều nước, mà ở lúc chúng ta không uống đủ nước hàng ngày thì chúng ta cần phải đủ nước. Bởi vì ví dụ như bản thân em là một ngày em uống 2 lít nước tới 2 lít rưỡi nước, có tập thể dục hay không, thì khi em uống gói lai phát vô không thành vấn đề. Nhưng mà có rất nhiều người họ không uống đủ nước, mỗi một ngày có thể uống chừng một ly nước cả ngày thôi. Bây giờ thêm lối lai phát vô thì đôi lúc chúng ta sẽ cảm thấy nó khó chịu, nó nóng hay là nó bị táo bón. Nó không phải gì hết, bởi vì nó cần phải có nước ở trong cơ thể. Cho nên chúng ta, nếu mà trường hợp các bạn không uống đầy đủ nước thì nên có đầy đủ nước ở trong cơ thể để nó cân bằng, để nó tạo cái phản ứng ở trong cơ thể, thì cái lối lai phát mình đưa vào trong cơ thể vậy thôi. Cho nên không cần phải phải ghi chú điều gì với gói lai phát hết, bởi vì đó chính là đất và tất cả chúng ta đều thiếu đất. Tất cả chúng ta là một cái cây và cái cây này sống thì cần phải có đất. Hay quá, lại một khái niệm nữa các anh chị, tức là cái là life pack là cần thiết cho tất cả mọi người và mọi người đều cần phải sử dụng, bởi vì đa số chúng ta là trước đây cứ chờ đến lúc có bệnh rồi mình mới có cái khái niệm là mình đi tìm thuốc chữa bệnh. Và chính bản thân cá nhân anh cũng vậy, thì Trinh, trước đây mình ở trong nhà mình thì có mật gấu rồi cao hổ cốt các anh chị, mà mình vẫn cứ bị đau lưng. 10 năm trước là mình uống cao hổ cốt rất nhiều mà mình vẫn bị đau lưng, và cứ 3-4 tháng một lần thì Văn cần phải vào bệnh viện để cho bác sĩ họ tiêm phóng bế màng cứng, tức là họ tiêm cái thuốc tê trực tiếp vào cái màng cứng của cuộc sống á, thì nó giảm đau được khoảng độ 2-3 tháng, sau đó hết đau mình lại phải vào bệnh viện tiêm. Và mình nghĩ rằng mình sẽ phải như vậy cả đời, bác sĩ đã đề nghị mình là cần phải lên bàn mổ, và mình thì rất sợ chết, thật ra mình rất là sợ cho nên mình không dám lên bàn mổ. Nhưng đúng là một cái cơ duyên, nó rất may mang mình đến cái cơ hội kinh doanh này, và Lifepak là một trong vài ba cái sản phẩm mà mình sử dụng suốt trong vòng 5 năm nay, và đã khiến cho mình cái bệnh đau lưng của mình hiện nay là gần như là không không còn nữa các anh chị. Mình trở thành một người rất là khỏe mạnh, và mình rất là cảm ơn cái sản phẩm này. Cảm ơn khoa học gia Thùy Trinh đã chia sẻ rất là sát thực, tức là tất cả chúng ta đều cần phải dùng cái sản phẩm này trước khi chúng ta bị bệnh, và mình dùng hàng ngày đều đặn. Chứ mình không có chờ đến lúc mình bị bệnh mình mới mới sử dụng. Vậy thì bây giờ thời lượng của chúng ta còn ít phút nữa, có nhiều người rất là mong muốn cái sự chia sẻ rất là cá nhân của khoa học gia Thùy Trinh. Khoa học gia Thùy Trinh có một cái lời khuyên gì cho những anh chị em nhà phân phối của tập đoàn Nu Skin, cũng như là các anh chị em, đặc biệt là anh chị em thành viên của gia đình GIP, thì hoặc ra có cái lời khuyên gì đối với cái sản phẩm này, và đối với công việc, đối với cuộc sống của mình, và đối với công việc kinh doanh này, thì hoặc ra gửi nhắn nhắn nhủ cái điều gì cho anh chị em? Nhiều lời khuyên quá. Bây giờ em sẽ nói về về thứ thứ nhất là sức khỏe trước đi, đúng không? Sức khỏe là quan trọng nhất. Mãi khi chúng ta không cần biết cái điều gì xảy ra, nhưng mà thì Trinh nghĩ là trong cuộc sống này sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe là có tất cả nha. Thì chúng ta đều hiểu sức khỏe là quan trọng, nhưng thực sự bao nhiêu người chăm sóc sức khỏe, cái đó là cái vấn đề. Cho nên đó là một trong những cái tâm huyết của thầy Trinh, mà mình khi mà mình chọn đồng hành cùng với Nu Skin là thứ nhất là để mình truyền đạt những cái gì tốt nhất có thể cho các anh chị để chúng ta hiểu về vấn đề sức khỏe. Cho nên thầy Trinh thường hay nói là sao, hãy là cái câu cha ông chúng ta đều hay nói rõ ràng là thế nào, là hay là cái câu mà các anh chị đều nghe rất rất nhiều
rất nhiều ở trong ngành y chúng ta đều biết là hãy thấy thức ăn là thuốc, thuốc là thức ăn. Chúng ta phải hiểu vấn đề đó, thức ăn chính là thuốc và thuốc chính là thức ăn, đúng không? Khi mà ăn uống không đúng á thì thuốc nó không bao giờ có hiệu quả. Các chị nhớ nha, khi các chị ăn không đúng thì thuốc không có hiệu quả, thì trên đang nói chuyện thuốc là các chị đang uống, cho nên tại sao các chị bị bệnh và các chị đi bác sĩ cho các chị thuốc này nọ, các chị nghĩ là nó có hiệu quả không? Bởi vì các chị ăn sai, trên thuốc này vô nó chả có hiệu quả gì hết. Nhưng mà khi chúng ta ăn uống đầy đủ và đúng thì không cần phải dùng tới thuốc nha. Cho nên tất cả những ai mà đang còn phụ thuộc vào nguyên viên thuốc, huyết áp, tiểu đường, đau lưng, tất cả mọi thứ là bởi vì các bạn đang ăn sai. Và khi ăn sai này, cái viên thuốc này nó chả có giúp được cho mình. Còn khi chúng ta đổi cách ăn uống đúng và đầy đủ thì chúng ta sẽ không bao giờ cần tới thuốc. À, một cái nữa có thể hơi phức tạp nhưng mà Trinh sẽ nói là một cái rõ thôi. Nhà chúng ta đều không biết là ở trong thầy Trinh không quên đem vô trong nhà trời ơi, ở nhà thì Trinh có ở trong nhà chúng ta đều có cái báo động cho phòng cháy chữa cháy, đúng không anh Văn ha? Và chúng ta có cái báo động cho gas nữa, cho ga nữa nếu các chị nhà có ga, Có đúng không? Bây giờ em ví dụ nha, mình chúng ta phải, thì Trinh chỉ muốn lấy một cái ví dụ đơn giản để mình kết thúc cái điều này cho các chị thấy là cái ví dụ đơn giản thôi. Ví dụ như bây giờ thì em đang ngồi trong đây với anh và ở ngoài em đang nấu, em đang này đó, và cái lò nó bị khét, đúng không? Và nó bị khét, nó bốc khói cháy, và ở chỗ này đang báo động, đúng không? Nó đang báo động thì báo động này nó sẽ đi về chỗ phòng cháy chữa cháy thì sẽ có người tới cứu em, đồng ý không? Đúng Nhưng mà rồi. giờ em bận nói chuyện với anh, em bận nói chuyện với anh cho nên em sẽ lấy cái cục pin ra, đúng không? Em lấy cục pin ra, Chết đúng không? rồi. Để cho nó đừng có báo nữa, để đừng có ồn em, thì nó sẽ không báo về phòng cháy chữa cháy. Nhưng mà xong rồi hỏi em thành cục than không? Em thành cục than đó, bởi vì cái lò ngoài kia vẫn tiếp tục cháy, Hay quá, hay quá. đúng không? Cho nên em muốn thì em phải ra em tắt cái lò đó chứ không phải là tháo cái này. Thì tất cả các anh chị đang làm sai là các anh chị chọn con đường tắt, là giống như anh bị đau lưng, anh không tìm được nguyên nhân tại sao anh bị đau lưng mà anh đi xin bác sĩ cho các anh chị một cái viên thuốc để chích vào chỗ đó, thì chẳng khác nào lấy cục pin của cái phòng cháy, cái cục đó ra khỏi cái cơ thể mình thôi. Một cái tín hiệu giả mà anh chết lúc nào anh không biết. Thì đó là tất cả chúng ta 95% mọi người đang làm điều đó. Là nó chỉ đánh lừa chúng ta thôi. Nó chỉ đánh lừa cơ thể bằng những viên thuốc. Cho nên biện pháp tốt nhất là phải chữa tận gốc. Tận gốc có nghĩa là gì? Là phải đủ chất ở trong cơ thể. Thì khi đủ chất nó cân bằng hết tất cả mọi thứ thì tự nhiên mình khỏe lại. Và các chị cứ nghĩ là ôi ơi, sản phẩm này là thuốc tiên, nó không có chữa bệnh. Nhưng mà bởi vì đó là then chốt, đó là tâm huyết của Nu Skin, là cho chúng ta truyền đãi một thông điệp tuyệt vời nhất là những dòng dinh dưỡng tối ưu chất lượng chuẩn để giúp con người phục hồi lại sức khỏe. Trên đó với thầy Trinh là cơ thể chúng ta là một tài sản nha, các chị cần phải bảo vệ nó để đừng biến nó trở thành một di sản. Các chị muốn gọi mình là di sản hay tài sản? Đơn giản nha, cho nên đơn giản là như vậy. Và sẽ xem cơ thể của mình là một thánh đường. Chỉ khi cái nào các chị xem cơ thể mình là một thánh đường thì các chị sẽ sao? Sẽ quý quý trọng, đúng không? Các chị có bảo đem cái bài kinh của mình, cái cuốn thánh kinh của mình bỏ thùng rác không? Các chị để chỗ nào? Các chị để chỗ rất là linh thiêng cái cuốn kinh đó đó. Đồng ý không anh? Đúng không? Các chị có đem cuốn kinh qua thùng rác không? Không ai dám hết đó. Cuốn kinh hay là sợi chuỗi là chúng ta để ở những nơi rất là linh thiêng. Nhưng mà tất cả chúng ta có đối xử với cơ thể mình nó là như cái gì? Các chị xem nó như cái thùng rác. Bao nhiêu tạp nhạp chúng ta đều đưa đây, đưa đây, đưa đây. Chúng ta đưa hết vào trong cơ thể này, chúng ta đạp đãi cái cơ thể này trên. Chúng ta chỉ coi cơ thể này là một thùng rác thì nó sẽ ra một cái thùng rác. Cho nên chúng ta hãy coi cơ thể mình là một thánh đường. Thì mình sẽ biết là khi là một thánh đường thì mình sẽ cần làm gì với cơ thể mình. Có nghĩa là mình sẽ cho cơ thể mình những điều tốt nhất. Trong đó chính là dòng dinh dưỡng của Nu Skin. Đó chính là Life Pack. Và có sức khỏe thì chúng ta sẽ có tất cả là một. Điều thứ hai muốn chia sẻ giống như anh hỏi trước khi mình kết thúc, anh còn 1 phút gì đúng không? Thì dĩ nhiên ở cái điều tuyệt vời cho nhà phân phối là sao? Chúng ta dùng sản phẩm khỏe cho mình, trẻ cho mình, đúng không? Ngoài đó là sao? Chúng ta đi mua cái gì đó chúng ta dùng, chúng ta mua cái áo này chúng ta mặc, nhưng mà ai đó có tiền lời từ cái áo của mình, đúng không? Chúng ta mua cái ly này chúng ta uống, em mua cái ly của Starbucks dài xài, ai đó có tiền từ cái ly này, nhưng mà mỗi ngày em đều sử dụng cái ly này thì em không có tiền. Nhưng mà đối với mình, cái hay của tiền Phật đó là những dòng dinh dưỡng của Nu Skin đưa vào trong cơ thể mình cho mình khỏe, cho mình trẻ, cho mình đẹp. Nhưng mà
mình lại có tiền từ cái sản phẩm chúng ta dùng. Cái điều tuyệt vời đó là không ai có được. Cho nên tại sao chúng ta mình luôn luôn mình em lên cho nên từ lúc đó em phải hỏi là khi em dùng bất cứ cái sản phẩm gì trong cơ thể từ đầu đến chân, hỏi là sản phẩm này tôi dùng tôi có tiền không? Thì nhìn thử đi, từ đầu tới chân của em dùng cái gì, em mua cái áo này hay cái này hay là cái mắt kiếng này, là ai đó có tiền từ tất cả những gì em đi mua. Nhưng mà có một thứ em dùng mà em có tiền, dầu gội đầu, cái bánh răng, sữa tắm, ABCD, cái gì cũng của Nu Skin hết, và em lại có tiền từ Nu Skin. Thì cái đó chính là điều tuyệt vời nhất mà không ai cho chúng ta, chỉ có Nu Skin, không những cho chúng ta về sức khỏe mà cho chúng ta về tài chính, và điều quan trọng là cho chúng ta cân bằng của cuộc sống. À, có sức khỏe, có tiền là hai điều quan trọng nhất. Và sau đó chúng ta sẽ làm được rất nhiều thứ cho mình và cho những người xung quanh. Đó chính là cái giá trị tuyệt vời mà mỗi ngày em đều phải cảm ơn Nu Skin và cảm Hay ơn mình. quá, hay quá. Hoàng gia Thủy Trình, đúng là mỗi một lần nói chuyện với Thủy Trình thì cá nhân bạn là cảm thấy nó nhận được rất là nhiều giá trị và cái nguồn năng lượng, cái anh chị, cái sự giải thích nó rất là về khoa học, nó rất thực tế và nó rất là gần gũi. Ngày hôm nay mình học được một cái điều rất quan trọng, các anh chị, cơ thể mình là một thánh đường, mình chăm sóc cho cái thánh đường của mình mà mình lại kiếm được tiền, phải không ạ? Và một điều nữa bạn muốn chia sẻ là chúng ta muốn khỏe như một con voi thì hãy ăn như một con voi, các anh chị nhé. Muốn khỏe như con voi thì hãy làm sao mà ăn được hai cái xe đẩy rau củ quả hàng ngày. Rồi, thời lượng đã hết, văn ước gì hàng ngày nào chúng ta cũng có cái cơ hội mà được nói chuyện, được mà nghe khoa học gia Thủy Trinh chia sẻ. Rất là ngưỡng mộ khoa học gia Thủy Trinh. Rất là cảm ơn cái thời gian và cái sự cống hiến của khoa học gia Thủy Trinh đối với cộng đồng nói chung và đối với lại đội nhóm VIP nói riêng. Chúng ta sẽ kết thúc cái Zoom ngày hôm nay ở đây. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em gia đình VIP trên toàn cầu đã chú ý lắng nghe và theo dõi và sẽ tiếp tục chia sẻ những điều mà vừa mình nhận được, những cái giá trị mình vừa nhận được từ khoa học gia Thủy Trinh cho tất cả những người khác. Xin hẹn gặp lại các anh chị vào Zoom ngày mai của VIP. Ngày mai cũng vào giờ này của VIP sẽ là một cái chương trình mà huấn luyện cái kỹ năng chuyên sâu ở trong cái kinh doanh này. Xin mời các anh chị chuẩn bị sẵn để mà tham gia. Xin cảm ơn Thủy Trinh một lần nữa. Xin chúc em có một buổi tối, hiện nay là khoa gia Thủy Trinh đang ở Việt Nam, các anh chị có một buổi tối an lành. Cũng xin mến chúc tất cả các anh chị có những thời khắc an lành ở bên gia đình mình. Xin chào, mến chào, chào các anh chị nhé. Chào anh và chào tất cả các anh chị.